Còn về về tiếng nói của người mẹ đúng là thật sự là có lỗi với quê hương đó. Đó, sắp đến 400 rồi ha, đúng 400 là mọi người có thể hỏi mình. Mà mong mọi người là ở trên live không chửi tục, không chửi bệnh vậy nhá. Rồi ok, mọi người có thể hỏi đi. Ok họ. Bây giờ sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của Lệ Giang. Thực tế nhân mô định sinh trưởng cây năm cánh trắng hàng rừng thế nào chị gái? Rồi trả lời Lệ Giang trước. Nói chung là cái câu hỏi này chắc là mọi người cũng đã ai cũng muốn hỏi câu hỏi này phải không? Đúng, chuẩn, mình sẽ trả lời. Mình từ hồi mình làm nghề tới giờ là mình đã làm mấy cây rừng. Mình làm mấy cây rừng và mình cũng trả lại khách ở Việt Nam là mình không làm được, mình trả lại. Thế phát súng đầu tiên là có một người bạn ở Hà Nội gửi mình cái cây Phú Thọ. Lúc đó gửi mình thì không biết là cây gì, bởi vì mình không bao giờ hỏi đến giống cây đấy là giống cây gì. Khi đưa cho mình chỉ có 5 sen thế này thôi. Mình không thể biết. Mình nuôi đến khi nó được 40-50 sen mình mang đi mình làm giống. Mang đi làm mô thì làm rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều lần. Nghĩa là cứ lên được cái chồi nào là mình để cắt đi mình làm. Thì vì mình không hỏi người ta, không biết hoa. Thế làm mãi cũng không được, nó cứ cho vào chai rồi nó lại gục xuống, nó cũng lên chồi xanh cả nhà. Đấy là lên chồi xanh xong rồi cùng nó lại gục xuống rồi nó cũng không thành công. Rồi thay thay hết chỗ nọ thay chỗ kia mình mang đi cũng phải tới đến 3 phòng mô mình làm. Rồi thì bản thân nhà mình cũng đích thực làm nữa. Đó, nó là như thế. Cuối cùng cũng thua, mình trả lại cho cái người bạn đó. Năm ngoái lúc cao điểm nhất mình trả lại không biết cái chậu đấy hình như là hai thân mẹ nó đang có nụ, thế nên là cái người đó không nói giấu nữa, nói thẳng với chị là chị ơi cây Phú Thọ mũi trắng cây bè cây gọi là cây cỏ tiết ấy. Thế chị nói em nói sớm chị không làm bởi vì nó không thành công nên không muốn làm. Thế đến khi đó mình trả về cho họ là hai thân mẹ với một chồi gốc hình như là nó tính ra phải 2 mét mấy 3 mét ấy, nó chung chung là như vậy. Thế đến khi đó mình nói là mình trả về cho người ta cũng tin. Bởi vì quan niệm không phải là 1 năm 2 năm hay là như thế nào biết có hoa, vì bản thân chị cũng là người có làm cây này chị biết mà. Riêng cây Phú Thọ mọi người nói là nó ra được tế bào mô cả nhà, nó ra được tế bào mô. Cái tế bào mô thì mọi người không, vì bây giờ mình ở nhà nên là mình không lấy trực tiếp cái tế bào mô cho mọi người xem. Nhưng mà rồi mình ngày mai nếu như có cơ hội mình sẽ lấy tế bào mô mình chụp cho mọi người xem và mình đăng lên cho mọi người xem cái tế bào mô. Cái tế bào mô nó chạy rất là nhiều, nó từng cái mắt 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 nó ti 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 nó như hạt cám đó, như hạt cám của mình nhiều lắm. Thế nhưng mà đừng có nghĩ là nó như hạt cám như vậy nó ra được tế bào mô, nó lên được cây xanh nhìn thấy lá rồi là bạn hy vọng nó sẽ thành công. Xin lỗi, đừng có nhầm. Đấy là một nỗi buồn ở trong từ từ đáy lòng mình cái ngày mà mình thất bại nó như vậy. Thế nên là mình sẽ đúng ra là mình không bao giờ nói, đúng là không bao giờ nói hết. Cả nhà phải biết là khi mà mình nhìn thấy cái tế bào mô nó chạy như một cái tua rua như vậy hả, lòng mình thì rất là mừng, mừng lắm, mừng ơi là mừng luôn. Mình cứ thầm nghĩ vậy nhưng mà thực sự ra nó không phải như thế đâu. Những cây rừng nguyên bản của rừng nó rất là khó khăn. Ê, nó ra như vậy xong đến lúc mà tách ra, tách nó ra là nó gục đầu vào và nó chết. Đấy là mình đưa đi một cái nơi, một cái phòng mô gọi là rất nổi tiếng ở Đài Loan. Còn những cái phòng nhỏ nhỏ kia là thua, thua ngay tại trận, thua ngay từ cái lúc mà cắt cái mắt 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 thức ấy, cái mắt thức ấy, cắt cái tế bào đấy để cho vào trong chai đó là thua ngay từ lúc bấy giờ rồi, chứ chưa cần phải nói rằng là nó mọc lên lên được trời hay gì nữa không nói, thua ngay từ lúc bấy giờ nó thối luôn, nó hỏng luôn luôn đó, nó nhú lên một xíu nhưng nó lại hỏng ngay. Thế còn mình đưa một cái phòng đấy thì gọi là rất là nổi tiếng, giá rất là cao, không có biết gì hết. Mình cũng không nói là cây gì vì nguyên tắc của người làm mô là như vậy, không nói. Khi mình nhìn thấy cái tế bào mô nó chạy nó bằng ngón tay cái này, ồ mừng lắm, mừng ơi là mừng. Nhưng mà cuối cùng rồi thì tách nó ra nó cũng chết cả nhà. Đó là nỗi buồn của mình là như thế, rất là hy vọng. Rồi mình sau đó mình mới lấy cái tế bào đấy mình bỏ bên này sợ không làm được, mình mang đi chỗ khác, mang đi tất cả 3 phòng. Cuối cùng cũng 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 bỏ tay, mà trong đó mình theo theo đuổi nó 6 năm trời. Đến năm ngoái mình thua.
vì là mình nhân ki được ra rồi, cho nên mình không, mình phải nhân ki rất hết rất là nhiều, rất là nhiều, nhiều những cái thân giống đó. Thế nên là mọi người bây giờ ở Việt Nam, bất cứ một ai nói đến Phú Thọ cấy mô đỉnh sinh trưởng, bây giờ đang đợi hoa thì Việt Nam nói gì thì lại không bắn súng cái người đấy, lại cứ bắn súng vào mình vậy. Thế nên là mọi người càng bắn súng vào mình thì mình lại càng thấy cái nỗi buồn của mình, thất vọng ở cái lúc đó. Mình làm nghề là bao giờ, nhà mình làm nghề bao giờ cũng lấy có cái đẹp mang đi lấy đỉnh sinh trưởng ra để làm. Còn bây giờ này nói thêm một phút nữa là mọi người ơi, lần sau duyên của mỗi người, có khả năng mình không thành công nhưng người khác thành công. Thế nhưng mà thực sự ra để mà thành công nó được, mà trồng nó được lên cây để ra hoa thì ít nhất cũng phải 6-7 năm với nhìn thấy bông hoa được. Thế nên để cho cái thị trường Phú Thọ mà nó để cho hàng mô nó ra được đại trà, ít nhất cũng phải mất 7 năm cả nhà, 7 năm. 7 năm thì mới nói chuyện. Thế còn như mình là mình bỏ cuộc rồi, bởi vì mệt mỏi lắm, như vậy nó rất là mệt mỏi. Thế nên là mình nhân ki dần dần ra. Những cây to cho nở hoa không sao, ông xã mình bảo rồi, không sao, kệ. Thế còn những cái cây nó bé bé tầm khoảng độ 5-6 cm, 10 cm, 15 cm đổ về, nó không nở hoa thì mình có thể nhân ki, mà nó cũng rất là nhanh, bởi vì mình nuôi được, nhà mình nuôi được. Đó. Thế là đây, giờ mới nhìn đến đây nha, giờ mình nhìn tiếp đến đây có một người bạn này nữa, tôi nói đến vậy. Chai mô ra tràn lan thị trường, vậy mấy cây đó là gì? Nguyễn Phúc Nguyễn, rồi câu trả lời của bạn rất là hay, câu hỏi của bạn rất là hay, mình sẽ trả lời bạn. Cây Phú Thọ mà được nó đẹp để mà ra tràn lan ở cái thị trường, xin lỗi cả nhà, nếu như tham rẻ cứ mua. Còn nếu như con người đích thực ra hiểu biết, không bao giờ mua cái đồ đi về làm cái gì. Mình dám nói thẳng với mọi người, không bao giờ có thể những cái chai màu đẹp có từ cái đỉnh sinh trưởng của cây Phú Thọ ra. Mình dám khẳng định luôn, rú của ngày, nếu như ngày hôm nay duyên của ngày xưa thì mình không biết, nhưng mà ngày hôm nay, bữa trước có 2-3 người nói chuyện với mình mà cứ khẳng định, chị ơi, Việt Nam làm từ 2 năm rưỡi, có người 2 năm rưỡi, gần 3 năm, bây giờ đang đợi hoa. Nếu như cái người đó đúng thực sự làm trong 2-3 năm mà đang đợi hoa được, có thể nói chuyện với mình. Mình nhất định, nếu như mình thua, mình sẽ tặng một cây Phú Thọ nhà mình 1 mét, 2 mầm gốc đang có nụ, mình chấp nhận thua nếu như mình thua. Thế còn mọi người hỏi mình là bên ngoài bán chai mô đỉnh sinh trưởng, xin lỗi, mình xin lỗi thẳng, mà mình cũng nói thẳng, nếu nói về khoa học không có niềm tin. Nếu như mọi người mà cảm thấy muốn gọi là xổ số, mà muốn gọi là rủi ro đó, thì mọi người cứ thử. Chứ còn không bao giờ có cái đỉnh sinh trưởng bán ra ngoài thị trường được như thế. Một cái cây Phú Thọ mà các bạn làm thành một cây chai mô ra, nó lên được nhưng mà nó teo, nó tốt, bạn cũng không bao giờ trồng ra bên ngoài nó sống được. Đấy là cái nguyên tắc bản thân mình làm, mình biết, mình không nói sai. Và không phải là mình muốn hại đến ai hay là muốn nói hộ ai. Thực sự mà nói, câu nói ngày hôm nay đáng nghĩa mình không bao giờ nói, bởi vì đây là cái bí mật của gia đình, không bao giờ nói hết. Thế nhưng mà tại vì rằng là vấn đề nó mệt mỏi quá rồi, mà nghiêm trọng, người ta 100 người, 1000 người, bao nhiêu con người đầy một máy đi của mình như vậy. Thế nên là người nào cũng hỏi một cái câu hỏi nó cũng tương tự như thế, nên mình cuối cùng mình quyết định phải nói sự thật. Mà ngày hôm nay mình cũng xin lỗi một người bạn ở miền Bắc là đưa cái Phú Thọ cho mình làm, nên là mình cũng xin lỗi là mình đã nói ra như vậy, nhưng mình không, xin phép mọi người là không được nói tên người này là ai.